bắt cá hai tay là Tiết Cương bắt cá hai tay ở trên sân khấu, còn bắt cá hai tay ở ngoài đời đó chính là Nguyễn Chí Cát Tường. Ủa đúng mà quý vị, bắt cá phải bắt hai tay chứ, bắt còn tay sao bắt? Vụt. Ừ, một tay nó vụt, thậm chí nhiều khi phải bắt hai tay hai chân nữa, phải kẹp kèm nó lại thôi, con cá nó nhảy. Không có những cái lúc là thí dụ mình đang quen một người nào đó mà mình lại say nắng một người khác. Đúng. Đúng không? Cuộc đời, trong cuộc đời mà. Có một lần. Nhiều lần. Trời ơi. Cái gì mà tới nhiều lần lận? Nhưng mà người ta không dám nói thôi. Có cái anh nào mà xuất hiện trên Facebook của em? Đúng. Chỉ có Tiết Cương mới được xuất hiện trên Facebook của Cát Tường thôi. Nha. Ừ. Nha. Bạn trai của em thì lại nhỏ tuổi hơn em. Bạn gái của bạn trai em thì lại nhỏ hơn bạn trai của em. Ừ. Vậy có nghĩa là khoảng cách của cái cô bạn gái này với em á là nó xa lắm. Như hai mẹ con á. Trời ơi, em ra cái em nhìn con bé đó cái tự nhiên em bị đứng hình luôn anh. Giống như mình cũng tính ra coi nhỏ nào mà dám cái... đối thủ của cao. Là mình cà chớn là em cho đi bụi luôn. Lúc đó em hay đi vũ trường lắm. Ừ. Thì em với bạn trai em mới ra ôm nhau nhảy vậy nè. Xì lô có nghĩa là cái mặt mình gác lên cái vai của người kia. Tự nhiên em tia thấy cái anh đó, cái anh đối diện. Ông nhìn em hả? Cái anh đối diện cũng đang ôm một con nhỏ nhảy luôn. Nhìn cái hai đứa nhìn nhau. Hiểu không? Bấm đưa cái điện thoại di động vô mặt em nè, bấm cái số của bạn đó lên. Ôi ôi. Trời ơi. Đang xì lô luôn hả? Đang xì lô luôn. Mình nhìn thấy cái số em rồi. Em nhớ luôn hả? Em nhớ cái em. Em cười cười, em gật gật. Còn cái mặt em luôn, ghê quá trời ơi. Còn câu chuyện này còn ghê hơn nữa nè. Ừ. Bạn trai em chở em luôn. Ừ. Em mặc áo đầm, em sợ bị giật đồ. Ừ. Em nhìn, trời ơi. Em quay qua một cái, nó sáng bừng cả cái con đường luôn. Muốn xỉu luôn hả tời? Một bạn trai đẹp trai. Mà có chở ai sau lưng không? Không, chạy một mình. Chạy một mình chiếc Cariva chuối chuối nè, cái đít chuối cao vậy nè, trên mặt gu em nữa, trên lỗ tai đeo một chiếc bông tai nhỏ nhỏ, nhìn xuống cái tay đeo một cái còng, cái bằng còng bằng vàng. Trời ơi, đúng gu. Em đang đi với bạn trai em mà. Rồi sao tiếp cận? Lúc đó cái tự nhiên em nói với bạn trai em là kiểu như mệt quá, thôi đi về đi. Bạn trai em đi về. Là Tường đi ra. Em ghét anh lắm luôn á. Sao vậy? Anh toàn kể trước em không à? Không, anh đoán rồi chứ anh đâu có phải là người trong câu chuyện đâu. Hồi nãy giờ là hai câu chuyện dễ thương đúng không? Đúng. Mà lãng mạn nữa. Lãng mạn. Bây giờ câu chuyện nhục. Bây giờ câu chuyện nhục. Bây giờ câu chuyện nhục. Trời ơi. Em đi với bạn trai của em. Ừ. Hai đứa đang ngồi chơi. Ừ. Thì điện thoại em reng. Một trai khác gọi vô. Thay vì em trượt cái nút nghe, nhưng mà em lên cầm lên là em cái tay em lén lén em bấm nút tắt điện thoại rồi. Nhưng mà em vẫn bỏ điện thoại lên trên lỗ tai em nói chuyện. Anh hiểu không? Alo. Ủa tao nè. Rồi này kia, tao đang uống cà phê với bạn trai tao. Tắt. Thay vì nói một hai câu thôi đúng không? Nói dài quá. Nói dài quá. Ờ, cái tự nhiên điện thoại nó reng nữa. Anh thử hình dung cái cảm xúc lúc đó coi. Nhục quá trời. Nó nhục. Đâu mà kiếm cái lỗ nào chui xuống.